Chán quá anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Không biết là chui đằng nào mà. Lạ nhỉ. Tự nhiên còn mỗi cái nịt. Ôi trời ơi. Đã mình bảo cho anh em để anh em nuôi cho nó ra mất rồi. Lúc nào rảnh thì mình đi bẫy con khác. Cẩn thận hơn, buộc kín kín vào một tí. Này chết không. Treo đây mà. Mình treo như này. Đấy. Lúc sau ra thôi. Còn cái nịt. Lồng này cho mình đi bẫy mà nó, con kia nó có chui ra được đâu nhỉ. Chú kiểu gì. Bé tí tí này. Đấy. Để này nó chui kiểu gì nhỉ. Nó chui dưới này à? Mình nghi là nó chui dưới đít này. Này mà chui được, lạ. Ra mất tích. Mỗi cái nịt. Ôi, lỡ nào mình rảnh mình nhé. Đi bẫy mình cho vào cái lồng khác. Ê, mất công toi từ sáng giờ. Nè, bút nè, bim. Mất công toi. Đây là chim mình nhé. Chim chào mào với cả chim khuyên trước mình bảo mình tặng mọi người, bây giờ nó lớn rồi mọi người ạ. Con này mình một con trống, một con mái. Thì mình có hứa với cả một người gần gần đây là mình cho rồi, mình kỷ niệm một con này. Mình hứa cho một con rồi này, anh em từ trước hồi nhỏ nhỏ thì mình bảo mình là mình kỷ niệm anh em. Anh em ở gần gần thì mình kỷ niệm cái hồi nhỏ nhỏ. Đây, cái hình ảnh nó nhỏ nhỏ này. Đấy, mình bảo mình kỷ niệm. Thì chả thấy ai hỏi. Là mình cứ nuôi mãi rồi nó lớn thế này. Để đây để làm chim mồi, để thỉnh thoảng đi bẫy để chia sẻ cho anh em như con bổi thôi. Đấy. Còn đây là mình sẽ để là một con mái để đi bẫy. Còn con trống này thì mình hứa mình kỷ niệm đấy, ông anh ấy thôi. Này còn con chim cu ruốc này mọi người này. Lạ là cái con cu ruốc này đấy, đợt trước là mình nuôi hai con nhưng mà một con nó ăn đủ cái màn đó ấy, thì là nó ăn mọi người xem video ở dưới thì thấy nó còn nhỏ đỏ luôn mà lạ nhé. Giờ này mà mắt nó còn chưa mở nhá. Đây mọi người này. Lạ luôn. Hay là mình nuôi thiếu chất nhỉ. Vẫn không mở mắt đâu nhé. Hai mắt đều thế. Ăn, 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 ăn. À, cái gì nó ăn đấy. Kiểu nó không mở mắt đấy. Nó cứ gặp cái gì trước mặt là nó đớp luôn. Ba bốn màu đẹp lắm. Má màu xanh dương này. Trên đầu màu đỏ này. Còn dưới này là màu xanh lá cây này. Hai con nhưng mà một con nó ăn cái màn đấy. Ăn cái màn tít xuống cái bụng. Trời ơi, thế này. Mình không để ý mà ăn nó nuốt. Thế là mình cắt cho nó nuốt luôn. Chết mất. Nó không tiêu hóa được thì chết. Lạ nó không mở mắt nữa. Mình nuôi thiếu chất ra. Vì nhỏ quá, vô tí. Mình chỉ nuôi cái chim nhỏ. Ôi, này, hết cái lồng. Ôi trời ơi. Đấy, may là không bay ra. Khổ thân. Lồng chả có mà ở. Ôi, mất cái cây. Chỉnh cái lồng ra nhá. Đây là quyền non mọi người ạ. Quyền non. Con đây là con trống này. Con bên này đấy, con này con mái này. Con này con mái, con này con trống. Nhìn là biết. Con sáng nay này. Sáng nay mình đem đi bẫy này. Ôi nhát đấy.
mình đội mũ này nó nhát rồi ạ. Đấy, nó ghét ai đội mũ lắm. Còn bình thường nó không nhát đâu. Đấy, mình cất cái mũ này nó lại bình thường rồi. Nó ghét ai đội mũ lắm. Nó sợ. Chào mào núi. Để hôm nào mình đi bẫy chào mào núi. Không là rảnh mình mang con chim này đi bẫy. Mình chỉ bẫy khuyên đơn giản lắm mọi người ạ. Dễ vãi đái. Nó kiểu có tiếng chim hót với cả con chim mồi trong lồng nó tự nhảy vào thôi. Chả ai phải làm gì. Cứt nhiều quá. Chào mọi người để sửa lại cái lồng nó bay mất đi.